loa truyền thanh nhiễm sóng, nghi là từ Trung Quốc. Thưa quý vị, trong nhiều ngày nay trên mạng xã hội đã lan truyền một video clip ghi lại cảnh loa truyền thanh ở xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh, ở Hà Tĩnh đã phát ra tiếng nước ngoài kéo dài nhiều giờ đồng hồ, nghi là nhiễm sóng lạ. Ngay sau khi đăng tải, video clip đã nhận được nhiều lượt chia sẻ và bình luận. Nhiều người cho rằng đài truyền thanh đã nhiễm sóng lạ, nghi là tiếng nói của Trung Quốc. Chủ nhân video clip cho biết sự việc diễn ra khoảng một tháng nay. Thỉnh thoảng khi các chương trình đang phát thì bất ngờ có tiếng nước ngoài chèn vào. Chị nghĩ rằng là chương trình của đài nên không để ý. Chủ tịch xã Thạch Hà cho hay khi nghe đài phát tiếng lạ, nhiều người dân cho rằng đó là tiếng Trung Quốc, nhưng thực tế chưa khẳng định được là tiếng của nước nào. Do việc chỉnh sửa tần số rất khó, nên xã đã báo cáo cho cục tần số để kiểm tra và giải quyết.